một rổ xương sụn phở bò mới ngon lành. Ngồi đây ghê không? Ê, ai lấy cục khác đi con? Ở thêm một nhỏ nữa hả? Nè, kiếm chạy nè. Được cái kiếm rồi. Xin chào cả nhà. Chào cả nhà đến với đàn cúng của mình nha. Hôm nay tiếp tục cho mấy con nhỏ này. Ây da, trời ơi, chạy với con. Mấy con nhỏ này đã chơi vài bữa nữa cả nhà. Rồi chơi với mấy con bự mà, nhìn thương kìa. Tranh thủ một hai bữa nữa là thì lên shop rồi, nay là cũng hơi lớn rồi, cũng đuôi mình hết rồi. Khi con Pepsi hàng nào nó cũng la la vậy đó. Trời ơi, cái nó giỡn hết cần ra. Chỉ có con Pepsi là giống như nói chuyện, còn mấy con khác nó bình thường, nó sủa nó giỡn bình thường, còn Pepsi nó sủa nó la như nói chuyện. Thấy ra trời ơi, này nó biết giỡn nghe nè, cái này bao giỡn bao giỡn cái con Pepsi nó ngộ nó làm như nói chuyện. À thì ra lời nó hơi sụp xương đi, sụp xương đó. Nó nhỏ ra dọc cục xương của nó là nó giỡn. Thương không? Nó dành cục xương. Giỡn nó dành cục xương quá trời. Chạy dướng chân dướng tay. Bây giờ mình phải đi tìm cái gì cho nó mới được. Nó lấy mấy cục xương mới cho nó mới được, mình mới sưu tầm cho nó một ít xương của lẩu bò đấy, xương im lắm, bây giờ cho nó ăn mới được. Là một rổ xương sụn lẩu bò mới ngon lành, mới xin được ngoài tiệm lẩu bò. Bây giờ cái xương này mà nó mê lắm đấy nè, còn mấy cái xương xương hàm với xương xương đầu với cái xương xương máy bay á, xương máy bay xương 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 đại đùi thì nó không bằng. Bây giờ cho nó nè, nó cặp luôn đây, xương bò nó nè cặp, nó có cái mấy cái đầu xương nha, xương nó mềm, nó sắc sủng, cái này nó cặp tốt cho sức khỏe. Thì các cái thử ăn bình thường là bình thường nha, còn cứ ăn này là giống như là đồ chơi, còn sáng ăn bình thường, rồi chiều bình thường, thức ăn thì nó hôi cái này đó. Đây các con ngồi đây ghê không? Ê, ai lấy cục khác đi con? Ở thêm một nhỏ nữa hả? Nè, kép. Trời ơi. Chào cục khác đi Amin đã. Mấy cái đầu của mấy xương nó mềm, nó mê lắm nè. Phải phô bò người ta nấu mấy cái sụn. Cái đầu nó có sụn. Nó cạp. Còn cái gì như cái kiếm cho nó nhăn nhăn làm đồ chơi bò, cái xương bò thì nó mềm hơn cái xương heo, có xương cứ bắt đầu nó dặn ra tắt. Mà không sao nè, giỡn hả? Lấy xong cục xương nó đậu bỏ chạy. Dành dành vậy chứ con không ăn nhiều. Xương để cặp chơi thôi chứ đâu có ăn nhiều nè.
đây, nguyên một cụm đây này, con dành là chia ra đứa một cái xa xa ra, con dành nguyên một cụm mà nguyên một cụm mà dành một cái à, đứa một cục đó nữa nè nè, cái kiếm chạy nè được cái kiếm rồi. Nhìn nó ăn cười. Anh cạp cái đầu sụn. Ây đứng. Nguyên đa này kỳ ghê. Trả lời không quay được. Cái còn nhỏ xíu này mà nó cũng cạp có nhăn có dấu năng được. Cái đầu sụn nó nhìn sụi. Mê lắm. Nhỏ xíu mà nó không ăn được. Con nhỏ này cũng dành được miếng. Còn mấy con bự này ngán sao? Con biết ăn hả? Con biết ăn hả? À, con bia. Bia cạp. Ôi trời ơi, con Minda kiểu quá. Chầm 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 mà có bầu mà chầm chầm. Cái cụm đây con này nó ăn chân ga, ăn có cái đầu xương, kinh lại đây ha, có xương bắt đầu dành thì lộn. Cái đầu xương nó ăn mê ghê. Cái nhà nó nhiều á, đi ăn phở cái mình ăn xong cái mình lấy xương về cho nó ăn. Cái này là nó ăn xương riêng ấy nha. Còn mình có những cái món nấu cho nó ăn thịt gà, bò nè, hộp gà sát, hộp gà lộn nè, đủ thứ rồi nha. Tùy vào thời điểm, tùy vào cái mình thấy nó đi phân á, đi phân tốt hay xấu thì mình cho nó ăn. Minda xương này nó mê quá, nhưng nó mê quá nên hay cười lỏ. Nó con đó nó có nguyên xương. Nãy nó cười lộn với Pepsi. Pepsi cười lộn Minda cho nó cười lộn với Minda. Và còn Minda nó có cái cục này. Thấy gần không nổ luôn. Mà đứa nào lại gần nó có động người luôn. Hai con này nó không biết ăn xương rồi sao. Nãy đây nằm ngồi dậm trời với cái đứa kia đứa kia. Con này là hại nhất. Cắm cục xương nó thấy thương ghê. Mày gom bạn cháu ăn. Ăn cái hồi lộn xương dành. Cự. Đừng đi tiếp.
Nhưng còn miền ra nó bỏ cục thôi. Rồi đi tìm kiếm này, này cái này. Có cái đầu sụn mê. Hai con này nó hợp. Ôi trời. Coi nó quay lại quay. Đi. Con miền ra bụng mình đưa lên. Rum nha, ăn hiếp em nha. Nứt rồi. Ăn hiếp em thì lại nó lại mất xương này nhóc luôn á. Buồn quá sao bớt. Bà cũng không khoái xương hả? Bao nước xì lên đây là khỏi bị ai giành, cũng khỏi bị gầy luôn. Nguyên cục từ chào bá mới lên tới đây hai ba cục luôn, có hai cục giống nhau luôn. Chơi với cúng thời gian nữa nè, chơi tí xíu cho nó ở đây nó tự ăn đi. Giờ đi làm các cái mô hình kế. Cảm ơn cả nhà đã xem clip nha, cả nhà nhớ ủng hộ đàn cúng của mình, thấy yêu thích đàn cúng thì hãy cho một like, chia sẻ để mình lần nữa cả nhà. Cả nhà xem cây con cúng nào dễ thương nha, để mình lần nữa. Bye bye cả nhà, hẹn gặp lại cả nhà ở video tiếp theo nha. Nó chạy dữ rồi. Chạy chạm gì. Dành cú bắp hả? Trời ơi, mình mấy con đen à, giờ hết đen luôn à. Còn cái thư ước cái lông dài nó ướt sớm. Mấy con lông ngắn ngắn để. Gì vậy? Mũi cắn.
gặm. Ui, 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 ui. Trời dữ vậy. Giỡn với cây ngái. Giỡn với cây ngái. Mấy cái bà bên kia làm gì mà đập cửa đùng đùng. Nghe người ta giỡn mình đây chơi đây, cái mấy bà bên kia đập cửa phá. Nhưng mối trốn đâu hết anh em, thấy con nào đó đó đó, đó. Bên kia dí con kìa. Chí chịu không nổi, chắc trốn ra ngoài hết rồi. So